Hello, xin chào các bạn. Tập trước sau khi bà ngoại Danny đi cướp một cái trụ ATM vì chỉ có 100 mấy chục ngàn đô thôi các bạn ơi, mà bây giờ vô tù rồi. Chán bà ngoại Danny ghê luôn á. Mình đã nói rồi, đi chơi thì đi chơi đi, còn đi cướp trụ ATM nữa. Rồi, thì ở tập này mình sẽ chơi nhân vật ông ngoại Rambo nha các bạn. Thì hiện tại là mình với lại là Phan Lin và Huggy đang đi đến một cái phiên tòa đang chuẩn bị xét xử bà ngoại Danny ha. Hôm trước thì bị cảnh sát bắt rồi các bạn, sau đó là tạm giam ở nhà tù liên bang. Ngày hôm nay là xét xử nha. Đây các bạn, phiên tòa đây. Wow, xe cảnh sát quá chừng luôn này các bạn ơi. Có cả xe vận chuyển tù nhân nữa kìa. Rồi, xong phiên bà ngoại Danny rồi. Chuyến này đi tù là hơi bị mệt luôn các bạn ơi. Hy vọng là bà chỉ đi mấy tháng thôi nha, chứ bà già rồi các bạn. Đi mấy năm ra là còn nguyên bộ xương khô luôn á. Rồi, để mình đậu xe vào đây đã. Bên đó là nơi đậu xe của cảnh sát các bạn ơi. Mình đậu xe bên đó không được đâu. Rồi, xuống xe nào mấy đứa. Con cháu đổ chán ghê luôn các bạn, 4 5 đứa cháu lận mà bây giờ điện thoại chỉ có Phan Liên với lại là Huggy thôi. Bởi vậy nói con cháu nó chán gì đâu á, nghe ông bà có tiện cái kéo về thăm không kịp luôn các bạn. Về thăm tới cỡ mà bà ngoại Danny phải đóng cửa tiệm tạp hóa đi chơi với tụi nó nè, mà bây giờ bà ngoại Danny bị cảnh sát bắt rồi, điện thoại tụi nó đến thăm mà không đứa nào đến hết, chỉ được 2 đứa thôi. Rồi 2 đứa vào đây nhanh lên đi, đến giờ xét xử rồi các bạn ơi, đến giờ xét xử rồi. Đây các bạn xem nè, chỗ này thì cảnh sát khá là đông luôn các bạn ơi. Wow, súng quá chừng súng luôn các bạn ơi, mình không có súng nè các bạn. Cái này là hơi bị căng nha. Cái này mà muốn cướp tù nhân cũng khó nữa các bạn. Đây các bạn nhìn nè, cảnh sát cầm súng quá chừng luôn. Rồi, nhanh lên đi Phân Ly với lại là Huggy ơi. Đây các bạn, đường vào đây. Phiên tòa xét xử nằm ở cuối hành lang, phía bên tay phải của mình. Nào, vào đi 2 đứa. 2 đứa sợ gì vậy? Vào đi, vào đi. Có gì đâu mà không dám vào. Ơi các bạn ơi, hai tụi nó không chịu vào rồi, thôi kệ cho tụi nó ngoài đi các bạn ơi. Bây giờ tình hình dịch bệnh khá là phức tạp luôn các bạn. Hình như là trong phiên tòa này chỉ có mấy người thôi, những người làm chứng này các bạn, với lại là chủ phiên tòa nè, với lại cảnh sát thôi, chứ không có ai nhiều đâu. Thôi để cho 2 đứa cháu mình ở ngoài đi, chỉ có duy nhất mình là thân nhân thôi các bạn. Đây các bạn xem nè, không có ai luôn. Chỉ có cảnh sát nè, rồi nhân viên quản ngục nè các bạn, luật sư nè. Bên đây có nhân chứng nè, ôi. Còn thanh niên này sao vỗ tay vậy? À, hôm trước có phải mày là thằng đã nhắn tin cho tao nói là bà ngoại Danny bị bắt đúng không? Đây các bạn thanh niên này nè. Nghe tin bà ngoại Danny bị bắt cái phái lắm, bây giờ vỗ tay liên tục luôn nè. Mày nha, mày nhớ mặt ông ngoại nha. Bà ngoại mà ra tù là mày tới số mày với ông. Mày chào ông đi con, ông già rồi vậy trông khỏe lắm. Đây các bạn ơi, phiên tòa đang xét xử nè các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ kiếm chỗ mình ngồi để mình nghe phiên tòa xét xử nha. Tất cả nghe tòa tuyên án đây. Bà ngoại Danny phạm tội đi cướp trụ ATM với số tiền lên đến là 180.000 đô. So với một vùng quê hẻo lánh, số tiền như vậy phải nói khá là lớn. Cho nên là tòa tuyên án bà ngoại Danny 9 năm tù. Ở đây có ai phản đối và có ai đồng ý hay là không? Xin mọi người hãy biểu quyết. Biểu quyết nữa gì chủ tờ ơi, phạt như vậy là ít đó. Bà ngoại Danny bà trộm nhiều cái lắm, cái này chỉ là một trong những phi vụ nhỏ của bà thôi. Đúng rồi chủ tờ ơi, nghĩ sao vậy, dùng quê người ta hiểu lắm vậy có nhiều tiền đâu mà bà ngoại Danny lại cướp. Trời ơi, chúng tôi hả nộp thuế nè, đục đủ thứ tiền hết ráo luôn, làm quanh quẩn cả năm trời, rốt cuộc bà trộm trong vòng một cái một thôi, 9 năm là còn ít đó. Tôi ủng hộ, tôi đồng ý bằng hai tay luôn nè. Rồi xong phiên rồi các bạn ơi, mọi người ở đây đồng ý khá là nhiều luôn á, bây giờ mình phản đối cũng đâu có được gì đâu các bạn. Như vậy là xong rồi, bà ngoại Danny đi tù 9 năm trời, hơi buồn quá các bạn ơi, buồn quá. Thôi mình không muốn nghe đâu. Này thì vỗ tay nè, mình cây cú lắm nha, mình cây cú lắm nha, vỗ tay nè, vỗ tay nè. Ơi vậy, ơi bắn 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 rồi các bạn ơi, thôi 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 chạy 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 chạy. Mình lỡ cây cú mình đánh thôi mà. Nào nào nào, hít ghi không ghi. Nè cảnh sát nè, cây cú lắm nha, cây cú lắm nha. Ôi, cướp chỉ có 180.000 đô thôi mà bỏ tù 9 năm các bạn. Rõ ràng là hôm trước thanh niên quản ngục nhắn tin nói với mình á là đã cố tình nâng cái mức án lên các bạn, chứ bình thường nó đó tầm khoảng là 3 đến 4 tháng tù thôi. Thanh niên quản ngục này mình cay cú lắm nha. Rồi 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 rồi, lên xe thôi Phan Liên với lại là Huggy ơi. Không được đâu các bạn, bây giờ mình cho hái này về nhà đi, mình sẽ tìm kế hoạch mình tính sau. Ê nào 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 nào, đừng có lôi ông ngoại xuống, ông ngoại già rồi mà còn muốn đánh nhau nữa hả? Muốn đánh nhau với ông hả? Muốn đánh nhau với ông hả? Né ra như là cảnh sát. Né ra như lên.
Ông không muốn đánh nhau đâu. Ông không muốn đánh nhau đâu. Né ra nhanh lên. Phan Linh ơi, Lama ơi. Lên xe nè. Lên xe, lên xe, lên xe. Ôi các bạn. Đừng mà, đừng có loa ngoại xuống nữa. Ông ngoại già cả rồi. Vậy mà còn loa ngoại xuống hả? Đồ giáo ngoại nè, đồ giáo ngoại nè. Buồn quá các bạn ơi. Bây giờ mình thấy chán thật sự luôn á. Chỉ vì thanh niên quả ngục thôi các bạn mà đã năng án cho bà ngoại Danny từ 3 tháng lên thành 9 năm. Mình phải tìm cách mình trị mấy thanh niên này mới được. Nào 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 nào. Đừng có đuổi theo mình nữa mà. Để mình cho hết ghi với lại là Phân Ly lên nhà. Ồ lộn về nhà chứ. Quên. Ôi cảnh sát này sao mà nhây dữ vậy ta. Cảnh sát nè, nhây nè, nhây nè, nhây nè. Nhây, nhây với mình nè. Nhây với mình nè, nhây với mình nè. Thôi các bạn ơi, mình đưa cho hết ghi với lại là Phân Ly về nhà đi. Mình sẽ tìm cách mình cứu bà ngoại sao các bạn. Chứ bây giờ trong đó cảnh sát khá là đông nữa. Đó các bạn nhìn xuống bản đồ minimap kìa. Mình chỉ mới đánh thanh niên quẩn ngục có 1 cái thôi các bạn. Mà chấm đổi hiện lên quá chừng luôn. 3 sao luôn nè. Rồi hai đứa Phân Ly với hết ghi bây giờ về nhà đi. Đó ông tìm cách anh cứu bà ngoại cho. Hai đứa cứ yên tâm. Bà ngoại sẽ sớm khỏi đau tù thôi. Ông ngoại đến ba thì hiện tại bây giờ rất là buồn luôn các bạn ơi. Tốn bao nhiêu là tiền bạc nè, công sức nè. Bán luôn cả một dàn siêu xe nữa. Rồi cả cửa hàng bách quá tổng hợp nữa các bạn. Như vậy mà cũng không đủ tiền để bảo lãnh bà ngoại nữa. Thanh niên quả ngục trong nhà tù liên bang này mình cay cú lắm nha. Mình mà gặp lại chắc mình đấm một phát chắc chết luôn các bạn. Cay lắm rồi. Ô, thứ này là thứ gì đây? Mình có thể ăn được à? Ô, ôi, 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 sao vậy, sao vậy, sao vậy? Ơi, xỉu rồi, ông ngoại xỉu rồi các bạn ơi, ông ngoại xỉu rồi các bạn ơi. Ơi cái loại trái cây kỳ dị kia. Tại sao nó lại biến đổi cơ thể mình thành màu đỏ như hay được. Ơi các bạn ơi, các bạn coi nè. Ơi té 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 té. Wow. Mình bay được luôn nè các bạn ơi. Cái gì ghê vậy. Rồi trời 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 các bạn. Ông ngoại đến ba sở hữu siêu sức mạnh rồi các bạn ơi. Sau khi ăn loại trái cây kỳ dị kia thì bây giờ ông ngoại đến ba phải nói cực kỳ mạnh luôn các bạn coi kìa. Để mình thử nha các bạn. Đây kẻ xấu nè các bạn ơi. Kẻ xấu nè, kẻ xấu nè, kẻ xấu nè. À mình quên. Cảnh sát chính là người bắt bà ngoại mà. Tại sao mình đẩy cảnh sát được? Cảnh sát hả? Cảnh sát ở đây. Cảnh sát ở đây, cảnh sát ở đây. Ôi các bạn coi kìa. Liên quan cướp luôn các bạn. Ôi vãi chưa, ghê vậy ta. Hình như là mình tắt xác rồi các bạn ơi. Mình sẽ mở xác lên nha. Bây giờ ai dám chống với ông ngoại đánh ba hay là không? Này thì, ồ mình quên các bạn ơi. Những người này là những người vô tội mà. Mình chỉ đánh nhau với cảnh sát thôi các bạn. Rồi, bye 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 bye. Chính cảnh sát là người đã gài bẫy bà ngoại Danny mà. Mình sẽ tìm cảnh sát. Đây rồi, cảnh sát đây rồi. Này thì cảnh sát với mình này. Đây các bạn ơi, đồn cảnh sát đây. Đâu rồi, đồn cảnh sát đâu? Không thấy cảnh sát luôn các bạn ơi. Hay là mình cho nó lên sao nha. Để mình cho lên sao luôn các bạn. Không có cảnh sát rồi. Đó, 3 sao. Này thì cảnh sát này. Đâu rồi, cảnh sát đâu, cảnh sát đâu. À, máy bay các bạn ơi, mình thấy máy bay rồi, mình thấy máy bay rồi. Nè. Cảnh sát nè. Cảnh sát nè, cảnh sát nè. Wow, cái loại trái cây kia không biết nó có chứa cái gì đó các bạn ơi. Ghê vậy ta. Mình ăn vào là mình có sức mạnh liền luôn các bạn. Gồng các bạn ơi. Khủng vậy. Mình nhầm các bạn ơi, mình nhầm. Wow các bạn coi nè. Sử dụng được kỹ năng luôn hả. Oh. Mắt ông ngoại vừa bắn ra tia laser các bạn ơi. Trời kinh vậy. Đây các bạn. Mắt ông ngoại bắn được tia laser nè. Mốp xe luôn nha. Không đùa đâu các bạn ơi, không đùa đâu. Ôi ôi da. Kinh quá các bạn. Hình như là ông ngoại Danny ba đã tiến quá rồi hay sao đó các bạn ơi. Bây giờ ghê lắm nha, bây giờ ghê lắm nha. Rồi các bạn. Bắn là tia laser nè. Ôi. Cháy bụi cây, cháy xe các kiểu luôn các bạn ơi. Ồ. Này thì cảnh sát này, cảnh sát này. Thả bà ngoại Danny ra ngoài nhanh lên. Thả bà ngoại Danny ra ngoài nhanh lên đi. Wow. Cái này còn mạnh dữ nè các bạn. Nổ lên các bạn ơi, nổ luôn nè, nổ luôn nè, nổ luôn nè. Đó.
dám chống với ông ngoại Denpa hả? Mình sẽ đến nhà tù liên bang các bạn ơi. Mình sẽ cứu bà ngoại thôi. Mình có siêu sức mạnh mà, mình có siêu sức mạnh mà. Nè. Wow. Đấm liên tục luôn các bạn ơi, đấm không ngừng nghỉ luôn kìa. À, cảnh sát hả? Cảnh sát nè. Wow các bạn coi nè. Ơ? Ông ngoại làm cái gì vậy? Một cơn lốc xoáy các bạn ơi. Wow. Ông ngoại tạo ra một cơn lốc xoáy cực mạnh luôn. Hút tất cả mọi thứ vào đây. Nào. Nào, cảnh sát nè, cảnh sát nè. Cảnh sát nè. Cảnh sát nè. Được đó các bạn, được đó các bạn ơi. Đội xì quát nè. Đội xì quát nè. Wow. Cuốn đội xì quát vào đây chung với mình luôn các bạn ơi. Này thì bây giờ mình sẽ đến nhà tù liên bang nha các bạn. Mình sẽ tìm bà ngoại Randy. Rồi. Được đó các bạn ơi, được đó các bạn ơi. Cái loại trái cây kia ngon lành vậy ta. Mấy thanh niên quả ngục đâu? Mấy thanh niên quả ngục đâu? Ra đây với mình, ra đây với mình, ra đây với mình. Này thì dám. Ui da. Cái gì vậy? Sao đánh mình? Sao đánh mình? Rồi các bạn xem nè. Nghĩ sao mà dám đánh với lại ông ngoại Denpa vậy? Trời ơi, không biết ông ngoại Denpa có sức mạnh hay là sao. Đâu rồi, đâu rồi? Trời, tù nhân đã đến mình kìa các bạn. Không biết ông ngoại Denpa hay sao đó. À, đây rồi, đây rồi. Đây rồi, đồ này, đồ này. Ôi, sao mình lại trở về trạng thái ban đầu rồi? Sức mạnh của mình đâu? Nào, bay đi, bay đi. Nhảy xuống bay. Trời, xong phim rồi các bạn ơi. Cái loại trái cây đó nó chỉ tạo ra ảo giác thôi các bạn ơi, chứ nó không có thật. Vậy là từ nãy cho đến bây giờ là ảo giác đó hả? What the hell? Bây giờ té xuống không thương tiếc luôn các bạn ơi. Trời ơi. Làm sao để mình có thể ảo giác lại một lần nữa đây các bạn? Mình thích loại trái cây đó quá. Phải nói là loại ảo giác đó cực kỳ đã luôn các bạn ơi. Trời ơi, nó làm mình phấn khích ghê luôn á. Cảm giác như là mình có siêu sức mạnh đó các bạn. Trời ơi, té từ đây xuống vậy mà ông ngoại Denpa không sao. Đúng là tập tạ thường xuyên đó các bạn. Tối đi ba, sáng tập tạ, trưa đi bơi. Riết mà cơ thể ông ngoại cường tráng phải mạnh vậy nè các bạn ơi. Mình nhớ hình như là ở bên ngọn núi ma có một chỗ mình có thể tìm được cái loại trái cây đó nè các bạn. Nào nào nào, xe của mình sao vậy? Ủa? Xe của mình? What? Ủa rõ ràng là xe của mình mà, sao mình lên không được? Thôi ở đây cũng vậy luôn các bạn ơi. Vậy là xong phim rồi. Mình tự trả thôi các bạn. À, rồi như vậy nè các bạn ơi, nó mới tự chạy được nha. Ngọn núi ma, ngọn núi ma. Mình nhớ là vòng vòng ra các bạn ơi. Nó sẽ có cái loại trái cây đó. Mình muốn thử là một lần nữa. Mình muốn thử là một lần nữa. Quá là vi diệu đi mà các bạn. Đâu rồi, đâu rồi. Mình phải lắng nghe cái tiếng nha các bạn. Nó sẽ kêu mình lại gần mình ăn á. Mình phải lắng nghe cái tiếng đó. Nào báo báo, tránh sang một bên báo ơi. Tránh sang một bên, tránh sang một bên. Mình đang cần loại trái cây đó các bạn ơi. Nó giống như là trái cây ở trong rừng heo hem vậy. Loại trái cây trong rừng heo hem trong cái yên đó các bạn. Phải chỗ này không ta? Ôi các bạn ơi, mình nhìn xuống bản đồ minimap, mình thấy có ba cái chấm vàng kìa. Ui, vàng hả, vàng hả? Ờ mà thôi các bạn, bây giờ tiền bạc châu báu đối với ông ngoại Denpa bây giờ là cũng đâu có là cái gì đâu các bạn ơi. Cứu không được bà ngoại đây là buồn lắm rồi. Ôi, lụm mấy cái này cũng chả làm được gì đâu. Chả được gì đâu các bạn ơi. Mình buồn rồi, để mình tìm cái loại trái cây kia đã. Chỗ này đúng không ta? Ôi, mình nhớ là ở đây có mà. Ôi, không ổn đâu các bạn ơi. Không lẽ nó xuất hiện cái hộp này nên cái loại trái cây kia không có. Ôi, vậy là căng rồi. Nếu như mình muốn tìm nữa thì mình phải về tận thành phố luôn các bạn ơi. Cái loại đó hiếm lắm. Rồi xong video các bạn ơi, chỗ này không có rồi. Mình đi tìm chỗ khác thôi các bạn. Mình nghe mọi người nói là ở trong đây có loại trái cây tạo ra ảo giác kỳ lạ đó nữa các bạn ơi. Nào, hai thanh niên này, loại trái cây đó ở đâu? Chỉ ông nhìn lên đi. Loại trái cây kỳ lạ đó ở đâu? Nói ông nhìn lên. Trời ơi, ông già rồi mà còn đánh ông nữa hả? Ông đã già rồi mà còn đánh ông nữa hả? Chỉ ông nhìn lên. Loại trái cây kỳ lạ đó ở đâu? Nào. Cái gì mà mới đánh có mấy cái xỉu rồi. Trời ơi các bạn ơi, mấy thanh niên này không chịu chỉ mình nè. Bây giờ mình phải đi tìm hả? Cái loại đó hiếm lắm các bạn ơi. Có không, có không?
Khi mình lại gần mình sẽ nghe một cái tiếng nha các bạn. Nó giống như là cái tiếng nó kêu gọi mình phải ăn nó đi vậy đó. Để mình tìm thử nha. Ở đây không có. Ở đây không có, ở đây không có. Mình nghe các bạn ơi. Để mình nghe kỹ lại một lần nữa nha. Thấy rồi các bạn ơi, đây rồi, đây rồi. Hình như cái này là bông nó màu hồng nữa các bạn. Cái loại kia hồi nãy là bông màu trắng. Đó các bạn nghe cái tiếng không? Giống như là nó đang thu hút mình để mình ăn nó vậy đó. Rồi, thử là một lần nữa. Mình không sợ đâu các bạn. Rồi, dứt vào. Chuẩn bị tiến vào trạng thái sở hữu siêu sức mạnh nha các bạn. Đây rồi các bạn ơi, ông ngoại rank 3 của chúng ta đã quay trở lại với trạng thái siêu sức mạnh rồi. Để xem là lần này sức mạnh là gì ha. Con xe buýt. Ghê vậy. Hình như sức mạnh lần này là sức mạnh của San hay sao đó các bạn. Đây là sức nè. Thì ra là loại trái cây kỳ lạ này, mỗi loại nó sẽ giúp đủ sức mạnh khác nhau nha các bạn. Lần này là sức mạnh của San. Wow, khủng khiếp vậy. Xe cảnh sát đâu? Xe cảnh sát đâu? Xe cảnh sát đâu? Wow các bạn ơi, tùy mỗi khu vực nó sẽ tạo ra cho mình một sức mạnh khác nhau nha. Lần này là sức mạnh từ San các bạn ơi. Này thì dám chống với mình hả? Dám chống với mình hả? Ôi, được đó các bạn, được đó các bạn. Sức mạnh của San là không yếu đâu các bạn ơi. Sức mạnh từ cái caster nha. Mình nhầm từ cái blaster nha các bạn. Cực kỳ đã luôn á. Không phế đâu các bạn ơi. Đã ghê luôn ta. Nào trực thăng lại đây. Trực thăng lại đây. Wow. Kỹ năng này thì lúc trước hình như là các bạn đã thấy từ xa rồi đúng không ta? Đấm mạnh lắm các bạn ơi. Wow. Đội si quá nè, đội si quá nè. Ui. Đã ghê luôn các bạn ơi. Đổi kỹ năng liên tục luôn các bạn. Ây da. Lúc gì là cái loại trái cây kỳ lạ đó nó có thể tạo cho mình ảo giác liên tục luôn các bạn ha. Hoài luôn không hết luôn cũng được các bạn. Trạng thái này phải nói quá là đã đi mà. Ôi, đã ghê luôn các bạn ơi. Xe cảnh sát nè. Đấm một phát luôn các bạn. Xe cảnh sát nè. Ôi, sức mạnh từ San thì khỏi bàn luôn các bạn ơi. Bất khả chiến bại rồi các bạn ơi, bất khả chiến bại rồi. Đâu rồi, trực thăng đâu? Trực thăng nè. Tốc tiến cái kiểu các bạn ơi. Wow. Cực kỳ đã luôn các bạn. Cái này phải nói là sử dụng nhiều quá nó bị nghiện đó các bạn ơi. Siêu sức mạnh chỗ này nè. Đấm đã lắm các bạn, đấm đã lắm. Lại nữa rồi các bạn ơi. Mình quay trở về với hình thái ban đầu rồi. Kiểu như là sức mạnh càng mạnh á, mình sử dụng càng nhiều thì nó càng hao năng lượng các bạn. Khi mà năng lượng hết rồi á thì mình sẽ quay trở về với trạng thái ban đầu nha. Buồn ghê luôn á. Mấy đứa ơi, mấy đứa biết chỗ nào có loại trái cây kỳ dị như vậy nữa không? Chỉ cho ông biết nhanh lên. Chỉ cho ông biết nhanh lên đi. Ông đang cần loại trái cây đó. Ủa các bạn xem này quá lộn nè. Đây các bạn xem nè. Đó. Phút trước còn đứng nói chuyện với nhau, bây giờ trở thành kẻ thù rồi, đánh nhau rồi các bạn. Đó, đánh lộn nè. Này thì đánh lộn nè các bạn xem nè, đánh nhau luôn nè. Đúng rồi, dứt đi anh trai, dứt đi anh trai ơi. Này thì dám chọc ông hả, dám chọc ông hả. Rồi đâm phát xỉu nè các bạn. Ok, chỗ này có hai con H2 các bạn ơi, mình sẽ mượn luôn nha. Đó, bây giờ mình sẽ tìm thêm một cái loại trái cây kỳ dị nữa các bạn ơi. Mình cần thứ ảo giác đó, thứ ảo giác đưa mình vào cơn mê. Tạo cho mình những siêu sức mạnh. Phải nói là đấm cực kỳ khủng luôn các bạn. Rồi, sắp đến rồi các bạn. Phía trước mặt mình thấy rồi các bạn ơi. Thấy các bạn. Mấy đứa cháu là nó có cái kỹ năng lái xe là giống mình đó các bạn ơi. Rồi, quẹo vào đây. Mình biết rồi các bạn ơi. Đến rồi. Mình sẽ được sở hữu thêm sức mạnh đó một lần nữa các bạn. Ôi. Đây rồi, vào đây tìm thôi các bạn ơi. Mình nhớ đây nè. Sao nó lắc dữ vậy ta? Đó các bạn nghe tiếng không? Đó, chỉ cần mình vừa lại gần thôi thì các bạn sẽ nghe một cái tiếng nha. Đó, mình sẽ chờ nó kêu gọi mình thêm một lần nữa các bạn. Kiểu như là nó muốn người ta ăn đó. Đâu rồi. Đó, các bạn nghe tiếng không? Mình thấy rồi các bạn ơi. Lại là thêm một loại màu hồng nữa hả?
cho mình sức mạnh chắc đi nha, đừng có cho mình sức mạnh giống như là San nữa, sức mạnh giống San chán lắm. Hai ba lần rồi. Rồi, ăn vào. Đời nghiệt ngã đưa em vào cơn mê. Xong phim rồi các bạn. Để xem là lần này mình sở hữu siêu sức mạnh gì đây. Nào. Ơ, mình thao túng à? Ôi các bạn ơi, mình có thể thao túng được mọi người nè. Wow, cái này thì mình chấp luôn cả cảnh sát nha. Được đó các bạn ơi, mình thao túng được mọi người nè. Được đó, bây giờ cảnh sát đâu? Mình sẽ tạo ra 3 sao nha các bạn. Mình mời cảnh sát đến đây luôn. Đâu rồi. Hình như là mình cũng có thể thôi miên được cảnh sát luôn các bạn. Ồ, hay đó, kỹ năng này khá là hay luôn các bạn ơi. Mình có thể thao túng được tất cả mọi người nè. Nào. Ôi các bạn ơi, mình thao túng cái thanh niên phi công, vậy là nổ chiếc trực thăng luôn. Quá là hay đi các bạn. Đây các bạn coi nè. Đó, cả cảnh sát luôn các bạn ơi. Ôi cảnh sát có súng nè các bạn. Đó, cảnh sát bắn nhau với cảnh sát luôn. Wow, siêu sức mạnh này hay dữ vậy ta. Ôi, ước gì mình sở hữu nó mãi mãi luôn các bạn ơi. Được đó các bạn. Nào. Rồi. Ngon lành ghê chưa các bạn. Rồi, xong phim rồi, lên đề rồi. Wow các bạn ơi, mình có thể hồi sinh rồi nè các bạn. Trời, cái gì ghê vậy? Mình có thể hồi sinh được người chết luôn nha. Wow, hay vậy ta. Trời ơi, nghĩ sao vậy? Mình đã giúp sống lại rồi, còn nó đã đánh mình nữa. Mình đang giúp đó nha. Đấy các bạn ơi, mình có thể hồi sinh được người chết nè. Mình thôi miên được mọi người luôn. Wow, cái gì mà ghê dữ vậy? Thanh niên này núp với mình nè, này thì núp với mình nè. Hãy về đội của anh, hãy về đội của anh. Đó, các bạn ơi, hãy về đội của anh. Hãy về đội của anh. Bây giờ là toàn bộ cảnh sát ở đây đều nghe theo lời nha các bạn. Đó các bạn ơi, mình thao túng cái phi công luôn. Đó, chỉ cần mình thao túng phi công thôi là phi công họ sẽ bỏ chiếc máy bay nha. Hay các bạn, kỹ năng này phải nói nó khá là ngon lành luôn các bạn ơi. À, đội siêu quát các bạn ơi, có đội siêu quát nè. Đây các bạn coi nè, đội siêu quát bắn súng ghê lắm nha. Rồi, nào mọi người đi theo mình nè. Hình như là mọi người đi chậm hơn mình các bạn ơi. Mình đi nhanh lắm. À, được đó các bạn. Cái loại trái cây kỳ dị này phải nói cực kỳ hay luôn. Mỗi loại nó có cái khả năng khác nhau nha các bạn, siêu sức mạnh khác nhau nha. Đây nè, khỏi chạy, hãy về đội của anh, tất cả mọi người sẽ được theo ý muốn như mọi người muốn. Đó, được hai người luôn các bạn ơi, được hai người luôn. Có súng nha. Rồi xuống xe đi. Cái gì mà đai rồi. Wow các bạn ơi, lần này mình thao túng cả số nằm nữa các bạn. Rồi lấy ra số nằm đi lên. Ghê chưa các bạn? Ôi, mình đấm cái gì vậy? À, chiếc trực thăng rơi xuống các bạn ơi. Đấy các bạn, có số nòng này nha. Ghê chứ các bạn, mình đang tạo ra một đội quân zombie có thể cầm 6 nòng, tiêu diệt toàn bộ thành phố luôn. Rồi, mọi người đi theo mình. Hình như là cái sức mạnh này các bạn, mình sử dụng năng lượng ít lắm hay sao á. Đó, không phải như là sức mạnh của San nha. Sức mạnh của San thì sử dụng nhiều lắm các bạn, sức mạnh ít lắm. Rồi, lấy 6 nòng luôn đi. Tất cả mọi người hãy cầm 6 nòng. Tấn công thành phố. Wow các bạn ơi, ông ngoại Rampa đang sở hữu một đội quân zombie sử dụng 6 nòng để tấn công mọi người nè các bạn. Rồi đi xuống đây với mình nè. Tất cả mọi người ở đây, xuống xe hết. Các bạn ơi, mình kêu xuống xe hết luôn, ai cũng có thể cầm được 6 nòng nha các bạn. Đây các bạn coi nè, chỉ cần mình thao túng thôi là tất cả mọi người đều cầm được 6 nòng luôn. Nào, xuống đây. Đúng rồi. Rồi. Wow, các bạn nhìn nè. À, khi mình thao túng là cái mặt nó sẽ có hai con mắt vàng vàng như vậy đó các bạn. À, đây, tất cả mọi người luôn. Rồi, bây giờ cảnh sát làm gì lại gần mình được. Đây các bạn coi nè, sấy nè các bạn. Đó. Ôi, hơi bị ghê luôn các bạn ơi. Kìa kìa, sấy mà tới cỡ mà mình không nghe tiếng súng luôn các bạn.
Wow, khủng vậy ta. Nào mọi người cẩn thận, có dân xe đụng, có dân xe đụng nha, có dân xe đụng nha. Rồi xuống đây luôn. Chung vui luôn, chung vui luôn. Wow các bạn, lần này có cả khẩu bazooka nữa kìa. Ghê vậy. Trời ơi các bạn ơi, đúng ghê luôn á. Lần này mình thao túng mọi người cầm được bazooka nha. Rồi xuống trực thăng đi, chơi với ngoại Ramba nè. Thấy các bạn ơi, một đội quân zombie cầm 6 nòng để bazooka nè. Vô đói rồi các bạn ơi, vô đói rồi, vô đói rồi. Vô đói rồi, vô đói rồi. Ôi, ôi. Ôi các bạn, mình có thể nắm được đội quân của mình nè. Quăng luôn các bạn ơi, quăng luôn nè. Đâm quá bị lắc máy các bạn, chút kích thằng ra ngoài các bạn ơi. Đó, mình cho từng đứa lên đề hết luôn nè. Mình cho từng đứa lên đề hết luôn nè. Giữ lại tầm khoảng 1-2 đứa thôi các bạn ơi. Đông quá nó bị lắc máy lắm. Đó, giữ lại 2 đứa này thôi. Nào, bắn đi, bắn đi, bắn đi, bắn đi. Thôi các bạn ơi, bazooka bắn quá chừng luôn kìa. Ghê chưa các bạn, ghê chưa các bạn. Đó, trực thăng chạy đâu. Mình không cần phải ra tay nha các bạn. Bây giờ mình mạnh quá rồi. Wow, wow. Móc bazooka ra, xả nhanh lên, xả. Thôi các bạn, bắn là bị ghê luôn nha. Trời, mình nghĩ mà nếu như mà sức mạnh này các bạn mình có thể kéo dài á, mình kéo nguyên đội quân này mình đi cướp ngân hàng thì sao ta? Phải nói hơi bị khủng luôn các bạn ơi, đã quá, đã quá. Rồi ba chị xuống đây. Móc súng ra, móc súng ra nhanh lên, móc súng ra nhanh lên. Rồi lại nữa rồi các bạn. Chán ghê luôn á. Đang chơi vui mà tự nhiên hết sức mạnh rồi. Cái loại trái cây này hiếm quá ta. Rất tiếc là mình chỉ biết đâu đó tầm khoảng là 3 đến 4 chỗ thôi các bạn ơi. Mà hình như là trong thành phố rồi nè, có nhiều chỗ có lắm nha. Chán ghê luôn á. Mà mình nhớ hình như là cái lần thứ 3 các bạn, là mình sử dụng sức mạnh đâu đó tầm khoảng là được là 5 đến 6 phút nha. Lần đầu tiên với lần thứ 2 đó là được chỉ có 2-3 phút thôi các bạn. Nhưng mà mình lại thích cái sức mạnh lần thứ 3 này hơn. Mình thích cái cảm giác mà thao túng tâm trí người ta đó các bạn. Tạo súng cho người ta nè. Trời ơi 6 nòng này ha, bazooka nè, các kiểu đó các bạn. Đúng đã luôn. Nhưng mà rất tiếc, đó chỉ là ảo giác thôi các bạn ơi. Đời hư áo đưa em vào cơn mê, cho mướn xe đi anh trai ơi. Rồi, không cho mượn xe luôn các bạn, còn đụng mình nữa chứ. Để mình mượn con xe nào đó mình đi về nhà đấy các bạn. Tự nhiên ở miền quê. Rồi đi tìm mấy cái loại trái này các bạn. Rồi bây giờ lạc tới đây luôn, không biết chỗ này chỗ nào luôn nè. Rồi bây giờ đi về nhà sao đây? Xe thì mình mượn người ta không được các bạn ơi. Nên thôi, mình lấy xe ra đi các bạn. Rồi, mình kiếm một con off-road mình chạy đó các bạn ơi. Đây, đi con này đi các bạn. Rồi, mình đi về nhà nha các bạn. Ngày hôm nay thì mình với thằng cháu của mình là Phân Liên với lại là Hất Ghi có đi đến một cái phiên tòa để thăm bà ngoại Renny. Và nghe được một cái tên rất là sốc luôn các bạn ơi. Đó chính là bà ngoại Renny đã ở tù 9 năm. Tòa này chơi hát ghê luôn á. Trộm một cái trụ ATM chỉ đâu đó có 180.000 thôi các bạn. Với lại là do mấy thanh niên quản ngục trong nhà tù liên bang á, châm dầu vào lửa mà, đó đẩy cho bà ngoại Danny đi tù 9 năm. Bây giờ là mình không biết bằng cách nào để cứu bà ngoại Danny ra ngoài luôn á. Bà già rồi, bây giờ bà ở 9 năm nữa thì bà ra ngoài chỉ còn bộ xương khô thôi các bạn, chứ còn cái gì nữa, đúng không các bạn? Phải nói là đúng chán luôn á. Rồi ok, thì sau khi nghe tin mà tổ tiên án xong thì ông ngoại Danny ba phải nói rất là buồn các bạn ơi. Định lên núi tìm một cái nơi đó thanh tịnh để hóng mát các kiểu ha. Và vô tình lụm được một cái loại trái cây kỳ dị. Ăn vào thì sở hữu siêu sức mạnh. Ghiền quá ông ngoại Ramba. Kiếm 3 trái dứt 3 lần. Bây giờ cảm giác vẫn còn ghiền nữa các bạn. Có thêm vài quả nữa chứ cũng ăn quá. Cảm giác rất là phấn khích luôn các bạn ơi. Rồi ok. Thì kế hoạch đi cứu bà ngoại Danny thì mình chưa biết là phải làm sao đây các bạn. Chắc là mình phải tập hợp tất cả những đứa cháu của mình lại. Rồi sau đó mình sẽ lên một kế hoạch để đi cứu bà ngoại Danny nha. Chứ không phải là không ổn mà các bạn ơi, đi 9 năm lần mà. Rồi, và mình nghĩ là mình cũng sẽ kết thúc video của mình thôi ha. Mình cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của mình nha. Tạm biệt các bạn. Bye bye.